Trời, ở đây có mực luôn hả? Ghê vậy? Ê, đáng nắp. Trời. Rồi làm gì ăn đây? Ăn sống. Cái gì ăn sống luôn hả? Ừ. Sẵn sàng một chén nước chấm này nè. Ngon không? Nó mềm là phải cho ít này nha. Ít là chuối ở dưới nha. À, ít là chuối lên trên. Thì sao? Ngon á. Cho câu hay vậy? Câu hay vậy?